từ cái lúc mà tôi nhận định là tôi giặt đồ là trong cái địa bàn này tôi là người đầu tiên nhất, lúc đó thì cũng ngại lắm. Lúc đó khi mà mình nói với mình làm lén thôi, ví dụ mình thấy mình biết gì chứ mình cũng làm lén thôi, ví dụ mình làm cái hè rồi mình làm lén thôi, sợ cô bác thấy được thì mình cũng mắc cỡ. Trước đây lúc mà chưa có ảnh, chưa có tiếp, một mình mà làm một hoạt từ sáng là phải thức sớm này, làm tới 12 giờ, 1 giờ mà chưa có công việc gia đình chưa xong thì lại quay tới cơm chiều, công việc rất là nặng. Trước đây thì lúc mà vợ chưa có tham gia trong công tác phụ nữ á, đúng ra mình là hai vợ chồng, nói chung là sống cũng sáng ra thì ra đồng làm cỏ, làm gác mà. Rồi tới giờ cơm nước rồi về, nói chung công việc thì hàng ngày thì nói chung thì nhiệm vụ vợ thì phải giặt đồ cho chồng con cái đó. Rồi nhiều khi lắm lúc rồi tôi thì đóng vai một cái người chồng trong gia đình, thì nói chung là về chiều nhiều khi lắm lúc đi chơi bời với anh em thôi. Chứ nói chung mình cũng không có làm gì thêm. Lúc trước thì nói chung mình chỉ nói là chồng là nhiệm vụ của chồng khác, vợ khác, mỗi người có nhiệm vụ khác nhau, không có được bình đẳng. Từ cái chỗ mà mình tới lui đó, nói chung là đến mấy cái quán xá rồi mình nói chuyện rồi đó, cũng số cô bác nói là thôi sao nó thấy vợ chồng mình cũng được, thôi để cho vợ mày tham gia phụ nữ. Thì lúc ban đầu mình nói thôi giờ phụ nữ biết cái gì đâu, thôi đi, nó không được, thôi để tiếp tôi ở nhà, ví dụ như nhổ cỏ cây lúa nhiệm vụ thôi, chứ bây giờ mình biết mình tham gia phụ nữ là cái gì. Thì có một số chị em ở phụ nữ xã đó cũng vô, nói chung cũng tham gia cùng với gia đình bàn bạc. Cái ngày phụ nữ thì nó không có cái gì đâu, chủ yếu là lâu lâu rồi đi tuyên truyền cho bà con mình ở sớm để nắm những cái nội dung gì đó. Thì từ chỗ đó thì tôi mới nhận thức, tôi mới cho bà xã mới tham gia vô. Từ cái ngày mà tham gia vô cái dự án này rồi hầu như là nam nữ bình đẳng. Ví dụ như nam làm công việc gì đó, ví dụ như vợ thấy điều kiện tiếp được nên tiếp, còn vợ làm công việc gì đó mà nam thấy tiếp nhảy vô tiếp, không có phải nói là nặng nhẹ gì hết. Cùng vợ cùng chồng với nhau mình có thể là mình xính xích nhau mình làm cho nó được tốt hơn. Người ảnh mới tiếp được rồi cái cảm thấy vui, mà cái thời gian còn rảnh rỗi, vợ chồng còn trong thời gian rảnh rỗi còn nằm với nhau là tâm sự để tham gia công tác xã hội rồi nó cũng được rộng rãi. Thì lúc đó từ vợ chồng có thời gian gần gũi nhau hơn thì hạnh phúc hơn. Lần học phụ nữ á, thì mình đưa ra cái những tuyên truyền về luật bình đẳng giới á, thì mình cũng tìm hiểu những cái gia đình của các chị. Thì nếu như chị nào mà được như mình á, thì mình cũng đưa ra như là một cái điển hình cho các chị khác đó. Và xem thì mình hợp lần sau mình hỏi các gia đình khác. Nói chung là hiện nay là mình rất là thuyết phục những người khác làm theo giống như mình. Hàng tháng nói chung mình hợp hội đều lồng ghép vô hết. Nói chung là cái này là quanh năm rồi đó, là truyền thông liên tục. Không có bỏ, nếu mình thấy mình bỏ qua một tháng có thể mình thấy nó cũng hơi dở, do đó mình hàng tháng mình phải điều kết hợp hết. Là cô bác nói thật thôi, làm chứng hấp mình đi giặt đồ người ta cười, nhưng mà mình nghĩ rằng là không bao giờ mình sợ người ta cười, mình đã tiếp công việc vợ mình mà, cái này hầu như mình không có sợ xã hội cười chê. Tiếp công việc của vợ mình là chia sẻ cùng vợ mình là quý rồi, chứ mình đâu phải mà người ta nói mày giặt đồ nấu cơm gì mày là không phải đàn ông, nhưng mà người ta nói kệ người ta, mình đã nhận định cái đó là cái đúng của mình. Tiếp vợ con chia sẻ với nhau là cái đó là cái quý và hạnh phúc gia đình mình, không có sợ xã hội mặc ai kệ ai. Đồ có không? Không, đây là bình thường thôi. Bình thường ha. Ừ, tiếp vợ mình mà. Tiếp sao? Ừ.